Các bạn thân mến, vậy là SEA Games đã kết thúc. Nhìn vào bảng tổng sắp huy chương, bạn nghĩ gì? Bản thân tôi, nói thật là tôi cũng không vui lắm và có đôi chút ngượng nghịu. Tôi cũng đã phỏng vấn, tôi hỏi han một vài người bạn, họ bảo cũng không đẹp. Cái bảng tổng sắp huy chương này không đẹp. Cái gì quá cũng không tốt, kể cả tốt quá, nhiều quá cũng không tốt. Huy chương vàng bóng đá nam, bóng đá nữ thì thực sự là nó mang lại cảm xúc cho cả dân tộc, cả đất nước chúng ta vui vẻ. Thế nhưng 10 cái huy chương lặn vòi hơi chân vịt thì rõ ràng tôi không thích tí nào. Và nữa, cũng nói vô vi nam chẳng hạn, tôi hoàn toàn không biết đến môn võ ấy và chắc chắn nhiều người cũng không biết đến môn võ đấy. Thế thì hỏi tại sao chúng ta lại tổ chức nhiều như thế? Những cái môn võ đó có rất nhiều người đam mê, họ tìm ra những cái niềm vui trong đó. Vậy thì hãy tổ chức Đại hội Võ Việt Nam, Vô Việt Nam của Việt Nam riêng, rồi mà bạn bè chơi. Nhưng chúng ta hãy bỏ những cái môn không phổ biến ra khỏi SEA Games. Có thể chúng ta sẽ gọn gàng hơn trong công tác tổ chức, có thể chúng ta sẽ bớt chút được cái ngân sách. Nhưng mà thôi, chuyện ấy cũng rất là chuyện lớn, và mọi người sẽ có nhiều cuộc hội thảo khác nhau để tìm ra, nếu như đất nước chúng ta giàu có thì cho nhân dân chơi vui chơi thoải mái đi. Nhưng dù thế nào chăng nữa, ý kiến của tôi là cần phải gọn nhẹ hơn. Và giá như chúng ta chỉ hơn đối thủ 10, 20 cái huy chương vàng, chắc chắn là tôi nghĩ các bạn sẽ còn vui và tôi cũng sẽ vui một cách trọn vẹn. Bây giờ, Tiếng Vọng xin gửi đến hai ý kiến hậu SEA Games. Đầu tiên là ý kiến của Tiến sĩ Vũ Thế Long. Tiến sĩ Vũ Thế Long là một tiến sĩ về khảo cổ, nhưng không những ông, rồi ông tham gia về văn hóa ẩm thực. Nói tóm lại, ông là một người có phong văn hóa cao. Ông gửi cho chúng ta một status ngắn gọn thôi: xôi gà và xôi thịt. Xôi gà và xôi thịt thể hiện cái yếu nhất của thứ văn hóa mê tín, tham lam đang phát triển ở Việt Nam với cái vỏ tâm linh. Trong chế độ kiên trì tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê mang tiếng là duy vật, nhưng lại sùng bái chùa chiền tâm linh, cúng bái lễ cầu chùa chiền khủng xa xỉ mở ra khắp nơi, tha hồ lợi dụng để làm tiền và kiếm trác. Hổ lốn, giả cầy về văn hóa và tư tưởng thì không thể tiến bộ được. Trông chờ vào cầu cúng thần linh ăn may thì hay ho gì. Tư tưởng trông chờ vào cầu cúng thần linh là bước lùi, là khủng hoảng khủng khiếp trong một bộ phận văn hóa Việt Nam thời nay. Cần phải chấn chỉnh và tự chỉnh, sẽ tụt hậu nếu không nhận thức được thực tế này. Tiến sĩ gửi cho chúng ta một cái ảnh ở sân vận động có chuyện cúng bái giữa những chừng cổ động. Ở đây nó liên quan đến tâm linh và mê tín. Chuyện này cũng là một vấn đề cả xã hội cùng phải bàn. Có các cụ lại dạy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thế nhưng chúng ta hãy thờ, hãy cúng, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ như trong giải bóng đá của Đức chúng ta, có một đội bóng đến sân Thiên Trường bày ra cúng bái ảnh hưởng đến sân cỏ rồi xô sát với bảo vệ của sân. Quả thật vấn đề đó cứ từ từ dần dần và tháo gỡ. Tôi thấy cái chi tiết này thú vị cho nên tôi gửi đến cho các bạn, và một phần nào cũng góp ý với các đoàn thể thao của chúng ta. Vâng, trong Tiếng Vọng lần này xin gửi đến ý kiến thứ hai của Phạm An Biên. Phạm An Biên là ai? Anh là thạc sĩ triết của Đại học Tổng hợp Hà Nội, viết báo từ khi còn là sinh viên. Khoảng 10 năm, anh viết bút danh là Hồng Ngọc trên báo Văn hóa Thể thao. Liên quan đến SEA Games thì tờ báo Văn hóa Thể thao đứng được và nổi tiếng là nhờ hai anh Ngọc. Anh Ngọc
bây giờ vẫn đang ở đó và vẫn tham gia bình luận. Còn Phạm An Biên Hồng Ngọc thì đã chia tay tờ báo đó từ lâu rồi. Tôi nhớ có một lần SEA Games lâu lắm rồi. Lúc đó An Biên vẫn là cây bút rất là sung sức. Thế nhưng báo thể thao văn hóa không cử anh ra nước ngoài để tác nghiệp SEA Games, mà lại thay vào đó một phóng viên chưa viết được một cái bài nào cả. Hình như vì lẽ đó Phạm An Biên Hồng Ngọc đã chia tay tờ văn hóa thể thao. Anh thấy mình không được tôn trọng. Sau đó thì anh không làm báo mà trở thành một doanh nhân. Và tất nhiên khi viết trong cái tờ báo riêng của mình mang thương hiệu Phạm An Biên thì lời lẽ nó có thể vui vẻ, có thể cười đùa chọc ghẹo lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay tôi bắt gặp anh viết một cái status rất nghiêm túc, giống như là viết báo giấy vậy. Cho nên tôi muốn vọng lại với các bạn bài báo của anh. Phạm An Biên: SEA Games 2022 là thành công lớn của thể thao Việt Nam nói riêng và hình ảnh đất nước nói chung. Đoàn thể thao nước nhà lập kỷ lục số huy chương vàng. Một đoàn thể thao giành được tại đấu trường này là không phải đè ngửa đối thủ ra mà hiếp để lấy huy chương. Trong đó có rất nhiều tấm huy chương danh giá của bóng đá, điền kinh, bơi lội, tennis và bóng bàn. Nhiều khán đài, nhà thi đấu đông đảo khán giả và sẵn lòng cổ vũ cho đội bạn. Đó là điều không thường có ở SEA Games. Những khán giả thân thiện, công tác tổ chức thuộc hạng tốt so với SEA Games. Đó là những hình ảnh đẹp, là thành tựu, là sức bật hậu Covid. Thế mà mấy năm trước, mình, tức là Phạm An Biên đấy, mình bảo Việt Nam sẽ trở thành cường quốc số 1 khu vực sau khoảng 20 năm. Đa số cười nhạo, tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Việt Nam chắc chắn là nước tốn nhiều chi phí nhất để tổ chức SEA Games, cũng là nước tốn ngân sách nhất để nuôi các đội thể thao thành tích cao đi đấu SEA Games. Nhưng cứ coi đó là chi phí đầu tư quảng bá hình ảnh quốc gia và đầu tư gián tiếp để khích lệ dân chúng tập luyện thể thao, thấy cũng đáng. Dù sao, mình thích việc dồn ngân sách đầu tư thành tích cao cho các môn thi Olympic và ASEAN Games hơn. Vâng, đó chỉ là một ý kiến ngắn, rất nghiêm túc. Còn lại là những cái status khác là anh ấy chọc ghẹo bạn bè. Phải nói về Phạm An Biên thì tôi cũng đã nói một lần trong Tiếng Vọng. Chính anh chàng này, sinh năm 1976, là người đã dẫn dắt và dạy dỗ tôi trở thành một người viết báo. Câu chuyện SEA Games thì đã trôi qua. Rồi lễ bế mạc với màn trình diễn của Campuchia, tôi thấy thật là tuyệt vời. Đã lâu không nhìn thấy những bóng dáng của Apsara với những giai điệu như vậy. Và bây giờ tôi háo hức chờ đợi SEA Games năm sau tổ chức ở một nước trung lập. Gọi là trung lập, lúc ấy chúng ta phải có nhiệm vụ khẳng định cái vị thế số 1 của mình. Chúng ta cùng chờ đợi bạn nhé.